Chế độ trái ngược của Trung Quốc sau khi bà Mạnh Vãn Châu được tự do. Truyền thông Trung Quốc chào đón công chúa Huawei về nước sau hơn 1.000 ngày bị quản thuốc tại Canada, song lại im lặng về hai công dân Canada vừa được trả tự do. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn bài đăng của giám đốc tài chính Huawei khi bay qua khu vực Bắc Cực. Trong đó, bà Mạnh cho biết, khi về gần nhà, tôi ngày càng cảm thấy xúc động, nước mắt lưng trồng. Tập đoàn Huawei do ông nhậm chính phi cha của bà thành lập cho biết trong một tuyên bố rằng họ mong được thấy bà Mạnh trở về nhà an toàn để đoàn tụ với gia đình. CNA đưa tin, Hu Xijin, tổng biên tập của tờ Global Times, viết trên Twitter rằng quan hệ quốc tế đã rơi vào hỗn loạn do hậu quả của ba năm đau khổ của bà Mạnh. Tuy nhiên, cả ông Hu và các phương tiện truyền thông khác đều không đề cập đến việc thả Spaver và Cobridge, hai công dân Canada. Các phản ứng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cũng hạn chế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không đưa ra các bình luận công khai về sự việc này. Trước đó, Trung Quốc đã phủ nhận sử dụng ngoại giao con tin, nhấn mạnh rằng việc bắt và giam giữ hai công dân Canada không liên quan tới các thủ tục dẫn độ giám đốc tài chính của Huawei. Sau hơn hai năm tranh cãi về pháp lý, cuối cùng bà đã được phép rời Canada và trở lại Trung Quốc vào ngày 25 tháng 9. Sau khi đạt được thỏa thuận với các công tố viên Mỹ, theo CNA, bà Mạnh bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2019 tại Vancouver. Canada, giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu bị chính quyền Mỹ cáo buộc lừa đảo ngân hàng HSBC khi gây hiểu lầm về các giao dịch của Huawei tại Iran, khiến ngân hàng này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!